Chào các em, thầy tiếp tục giải nick số 3, khối lớp 9, vòng 14. Tranh thủ thời gian rảnh hôm nay thầy sẽ giải hết ha. Để thầy lấy mấy cái nick để chuẩn bị thi vòng huyện vòng 15, vòng 16 cho các em tham khảo. Khóa 92 thầy đã xuất bản xong. Khóa 93 thì trong 3-4 ngày tới là thầy hoàn thành luôn. 92 là đại số, 93 là hình học, để giúp các em luyện huyện với tỉnh. Còn khối chính thầy sẽ ưu tiên cho các em ở cái vòng quốc gia nữa. Thầy sẽ cho khóa học để các em luyện vòng quốc gia cho nó tốt. Ở đây thầy sẽ giải hết tất cả các ô luôn. Cái này nãy bấm rồi mà giờ không nhớ. Bấm lại. Bằng 2 thôi. Cái này thì dễ quá. Căn 3 của 6 là căn 2, nhìn không rõ. Chỗ này thì nhìn không rõ. À, căn 3. Dạ. Kém nè. 2 mũ 3 là 8. 8 nhân 6 48 nha. Trời đất, dễ quá. 24 bình phương lên rồi chia cho 16 là ra x. 36. 36 kìa. Trời, đi thi tỉnh mà gặp mấy bài này thì xong rồi, khỏe quá. 10 cộng căn 7 cộng cho căn của 32 trừ 10 căn 7 15. Thì ở trong khóa học về 92 như có không ta? Cái này các em dùng lượng liên hợp liên tục thôi, dùng lượng liên hợp liên tục và giải. À, cái phương thức thứ nhất là nhân cho 1 trừ căn 2. À, ở dưới là thành 1 bình trừ căn 2 bình là 1 trừ 2. Phương thức thứ hai, nhân cả tử và mẫu cho căn 2 trừ căn 3. Ở dưới là thành hiệu hành phương là thành 2 trừ 3. Cứ như vậy cho tới cái cuối cùng, ở trên là căn 99 trừ căn 100. Còn ở dưới là 99 trừ 100. Như vậy nó sẽ bằng là 1 trừ căn 2 trên trừ 1 cộng cho căn 2 trừ căn 3 trên trừ 1 cộng cho căn 3 trừ căn 4 trên trừ 1. Cứ vậy cộng cho căn 99 trừ căn 100 trên trừ 1. Rồi dấu trừ đẩy lên tử, nó sẽ thành là trừ 1 cộng căn 2, đúng không? Rồi trừ căn 2 cộng căn 3 trừ căn 3 cộng căn 4 trừ vân vân cho tới một ngày mới tới trừ căn 99 cộng cho căn 100. Bây giờ các em thấy cứ hai số hạng cạnh nhau là nó triệt tiêu nhau nè. Căn 2 trừ căn 2 hết, căn 3 trừ căn 3 hết, căn 4 trừ chấm chấm hết, chấm 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 trừ căn 99 hết. Vậy còn lại là trừ 1 và cộng cho căn 100 thôi. Tức là bằng trừ 1 cộng 10 là bằng 9. Trừ 1 cộng 10 là bằng 9. Giải hết luôn. Cái này hồi nãy thầy giải rồi, x bằng 10, nít
nick số 1 thầy giải rồi các em nha. Quay lại coi nick số 1. Cái này nick số 2 thầy giải rồi. X nó sẽ bằng 82. 82 đúng rồi. Cái này x sẽ bằng mấy không nhớ nữa. 2x cộng 1 bằng trừ 5 thì x sẽ bằng trừ 3. Em quay lại nick số 2 các bạn đó, thầy giải kỹ nick số 2 nè. Cái này bấm cho vui. Căn 28 trừ 2 căn 3 cộng căn 7 nhân căn 7 cộng căn 84 bằng 21. Cái này bằng 6. Nick số 2 giải bài đó rồi. Cái này là thành 50 trừ 9 là bằng 41. Số các số hạng các em lấy mẫu các em đếm luôn. 2 4 6 8 10 vân vân. Vậy là 1 2 3 cho tới 50, 50 số. Quy luật thôi mà. Toán dễ như toán lớp 6. Cái này kem bấm máy cho khỏe. Còn toán tự luận thầy cũng dạy cách làm mà. 4 cộng 5 căn 3 cộng cho 5 căn của 48 trừ 10 căn của 7 cộng 4 căn 3 bằng 3 kìa. Cái này 14 trừ 8 căn 3 cộng 14 28 chia cho 49 trừ cho 48 bằng 28 nè. Bấm máy. Cái này thì x sẽ bằng 64 thôi. Mũ 3 hai vế lên là xong. Chưa gặp câu nào khó hết. Cái này bằng B. A bằng B. Cái này bằng 0. A bằng 0. Nick số 2 thầy giải rồi. Cái này thì là 10 trừ 2 căn 24 rồi lấy căn một lần nữa 0,449 chắc cỡ này. Đúng luôn. Cái này là nick số 2 thầy giải rồi kem nhé. Nick số 2 thầy giải rồi nó ra cốt trừ sin. Nick số 1, 1, 2 vậy đó. Giải rất kỹ bằng toán tư duy luôn, toán tự luận luôn. Cái này nick số 2 thầy giải bằng bất thức Cauchy. Em quay lại coi. Giá trị lớn nhất nó sẽ bằng 25. Con ngựa. Cái này là bài toán của đội tuyển học sinh giỏi quá quen thuộc. Căn 14 trong khóa V92 có căn 14 trừ căn 16 xin lỗi căn 6 nhân cho căn 21 cộng 5 nhân cho căn của 5 trừ căn 21 bằng 8. Phương án sai. Tan nhân cô ta phải bằng 1. Nhìn vô thấy này sai luôn. Mấy cái này thì đúng hết rồi. Lấy số 1 thay vào x, lấy số 2 thay vào y. Vậy ta có 2 bằng 10 trừ 3 nhân 1. Vậy là 10 sẽ bằng 5. Cái này 108. Nít số 1 giải rồi. Cái này nick số 2 thầy giải rồi ha. Diện tích lớn nhất bằng 64. Đạt được khi cái hình chữ nhật này là hình vuông. Cạnh nó sẽ bằng 8. Cái quay lại nick số 2 coi thầy giải kỹ lắm. Đây nó đụng không ta. 9 trừ 2 là bằng 7. Dễ quá.
Hy vọng cái này gặp câu khó. Trời đất, 0,2 cộng 0,5 là bằng 0,7, là 7/10, phân số tối giản ha. Lâu lâu có một bài suy nghĩ một chút à. Cái này thì mình tính lần rồi. Cái ngoặc đơn này là ở nít 2 mình tính rồi nè. Rút cốt bình ra. À, cũng chẳng cần. Cái này mình nhân vô luôn. Mình nhân vô luôn là thành tan bình alpha nhân cho cos bình alpha được cộng cho tan bình alpha nhân cos bình alpha nhân cho cotan alpha tan bình alpha. Như vậy nó sẽ bằng tiếp cái gì? Tan bình á, thì thầy sẽ đổi thành sin bình trên cos bình. Tan bình sin trên cos. Như vậy tan bình sẽ bằng sin bình trên cos bình. Còn bên này giao hoán, cos bình thầy cho ra đầu tiên. Phép nhân có tính giao hoán mà. Tan bình thầy cho đi sát với cotan bình để làm gì các em biết rồi đó. Giờ chỗ này rút gọn cos bình là còn sin bình. Cộng cho tan bình nhân cotan bình là bằng 1 các em nhé. Mọi góc alpha thì tan bình nhân cotan bình bằng 1. 1 nhân cos bình là bằng cos bình. Rồi sin bình cos bình thì bằng 1. Đó là biến đổi toán học thường minh đó. Còn nếu tính bằng kỹ thuật thì V93 thầy sẽ giải rất nhanh. Toàn gặp bài giải rồi không vậy? Cái này là bằng 5. Thầy giải kỹ ở nít số 2 rồi Ken ha. Quay lại coi. Trời đất, hỏi xúc phạm quá. Cái này giải ở nít số 2 rồi nghe. Nhưng mà không nhớ. Không nhớ cái. Cái đường thẳng đó ở trên giấy ha. Cho x bằng 0 thì y nó bằng mấy, rồi tính. Cho y bằng 0, x bằng mấy, rồi vẽ 3x trừ 4y bằng 12. Vẽ đồ thị nhanh ra rồi đó. Như vậy lúc x bằng 0 thì y bằng trừ 3, còn y bằng 0 thì x bằng 4. Đường thẳng cắt ra 20 tại điểm 4 và trừ 3 nè. Như vậy cái tam giác tạo thành là cái tam giác này kem. Đó. Tam giác này có hai cạnh góc vuông là 4 và 3. 4, 3 là 12 chia đôi là bằng 6. Diện tích tam giác sẽ bằng 6. Cái này M sẽ bằng 1. Nít số 2. Thầy giải kỹ rồi. M1 thì y nó sẽ bằng 0 thôi. Y bằng 0 là thành phương trình của kết trục hoành đó. Cái gì đây? Vẽ hình cho vui. Tam giác cân. À, thì vẽ tam giác cân. ABC, A, B, C. Diện tích tam giác bằng 24. Cho biết BC bằng 12. BC 12 là diện tích tam giác. Tính AB bình. Bây giờ thầy gọi đường cao sổ từ A xuống á là AH.
thì đường cao đó cũng sẽ là đường trung tuyến BC bằng 12, thì BH bằng 6 và HC bằng 6 luôn. Diện tích tam giác a à, diện tích tam giác là bằng 26. Như vậy là em sẽ tính được đường cao. Trời ơi, cái bài gì đâu, đường cao này sẽ bằng gì? Vậy đâu cần bẻ đôi, bẻ đôi 12 ra chi đâu, đúng không? Không cần bẻ đôi 12 ra chi hết á. Bài này thầy giải nhanh như sau. Diện tích thì bằng 1 phần 2 lần AH nhân cho BC. Từ đây suy ra là AH sẽ bằng 2 lần S chia cho BC, tức là bằng 2 nhân 24 chia 12. 2 nhân 24 chia 12 là sẽ bằng 4. Như vậy đường cao AH là bằng 4 nha. Đường cao bằng 4 thì dùng Pythagore, AB bình sẽ bằng 4 bình cộng 6 bình và bằng 52. AB bình sẽ bằng 52. Pythagore đó. Cái này bằng 0, nãy tính rồi. Gặp bài khó khó đi mà. À, bài này có vẻ khó nè. Alpha beta là hai góc nhọn. Cái này bằng 1, đáp án cho sẵn đây nè. Hệ thống của FPT bị lỗi nặng rồi các thầy ơi. Đi thi mà các thầy cho kiểu này là xong rồi. Rồi biểu thức ta cần tính nè. Cốt bình alpha thể để nguyên, trừ cos bình beta. Beta thì trên này có đây. Bây giờ sin bình beta, sin bình beta thì sẽ bằng 1 trừ cho cos bình beta các em nhé. Tại sao vậy? Tại vì sin bình beta cộng cos bình beta thì bằng 1. Như vậy sin bình beta thì sẽ bằng 1 trừ cos bình beta. Hình như là dở rồi. Ta giữ nguyên cái mẫu, ta đổi cái tử thì tốt hơn. Rồi kèm để nguyên cái mẫu đi. Cái mẫu là sin bình beta trừ cho sin bình alpha. Còn cái tử mình đổi nè. Cos bình alpha thì sẽ bằng 1 trừ sin bình alpha ha. Tương tự cos bình beta thì sẽ bằng 1 trừ cho sin bình beta. Dư để nguyên. Tiếp tục 1 trừ 1 là hết. Như vậy là nó còn trừ của sin bình beta, xin lỗi, sin bình alpha. Và cộng cho sin bình beta ở trên tử. Mẫu thì thầy để nguyên. Rồi, kem nhìn tử và mẫu giống nhau y chang. Nó giao hoán thôi. Trừ sin bình cộng sin bình beta. Ở dưới là cộng sin bình beta trừ sin bình alpha là bằng 1 đó. Tử giống mẫu là bằng 1. Ở đây có đáp án sẵn rồi nè. Ai hắc nè. Không biết anh nào có tài mà hắc ra được hay vậy.
Câu khó khó xíu. Cái này nhìn có vẻ khó nha. Nhìn có vẻ khó. Cũng khó lắm nha. Bà này nhìn cho thấy nhẩm ra luôn. X bằng 3 này nè. Để cho x bằng 3 đây luôn nè. Đáp án bây giờ ứng bụp cái này cũng trả lời là xong. Nhưng mà ai làm thế, làm người ai làm thế, đúng không? Giờ thầy sẽ hướng dẫn các cái bài này một cách kỹ càng luôn. Bây giờ cái vết trái, cái vết trái em bình phương lên thì nó sẽ bằng là căn x trừ 2 đúng không? Cộng cho căn của 4 trừ x tất cả bình. Phá cái này ra thì nó sẽ bằng x trừ 2 cộng cho 2 lần căn của x trừ 2 nhân cho 4 trừ x rồi cộng cho 4 chữ x. Rồi x trừ x này là hết, trừ 2 cộng 4 này là thành 2, rồi cộng cho 2 là biến đổi trong căn, x nhân trừ x sẽ thành trừ x bình phương, rồi cộng 4x cộng 2x là cộng 6, trừ cho 8, biến đổi tiếp trừ x bình tức là trừ x trừ 3 tất cả bình cộng cho 1 kìa. Không tính kem thử lại đi, trừ x bình như cũ nè, cộng 6x nè, trừ 9 cộng 1 là thành trừ 8 đó. Tới đây kem sẽ thấy cái này nó sẽ nhỏ hơn một bằng. Cái này nhỏ hơn bằng 1 mà. Đúng không? Trừ một cái bình phương cộng 1 thì nhỏ hơn 1. Vậy tới đây là các em sẽ thấy là cái vế trái bình phương của chúng ta nó sẽ nhỏ hơn bằng 4. Tức là vế trái sẽ nhỏ hơn bằng 2. Thì bình phương nhỏ hơn 4 thì không bình phương sẽ nhỏ hơn bằng 2. Đúng không? Dấu bằng. Dấu bằng xảy ra khi khi cái chỗ này bằng 0 này, tức là khi x bằng 3, đúng không? Giờ các em lại để ý vế phải. Vế phải thì nó bằng là x trừ 3 tất cả bình cộng 3 thì lớn hơn bằng 3. Dấu bằng cũng xảy ra khi nào? Khi x bằng 3 luôn. Như vậy giờ các em thấy xảy ra chuyện gì? Vế trái thì luôn luôn nhỏ hơn, à chỗ này là bằng 2 chứ, xin lỗi các em. 9 cộng 2 bằng 11 chứ. Đó. Rồi, tóm lại vế trái luôn luôn nhỏ hơn bằng 2. Và sẽ bằng 2 khi x bằng 3. Còn vế phải thì luôn luôn lớn hơn bằng 2. Dấu bằng xảy ra khi x bằng 3. Vậy một bên là luôn luôn nhỏ hơn 2 hoặc có thể bằng 2, còn một bên luôn luôn lớn hơn hoặc có thể bằng 2. Như vậy hai vế chỉ có thể cùng bằng nhau khi chúng cùng bằng 2. Mà lúc đó là x vô tình là bằng 3, như nhau hết. Như vậy x bằng 3 chính là cái giá trị làm cho hai vế có khả năng bằng nhau. Như vậy đó chính là nghiệm x bằng 3 các em. Rồi hẹn gặp lại các em ở vòng thi cấp huyện bảng A cũng như là bảng B. Bảng A hiện tại đang hoãn lại, thì đó cũng là cơ hội để các em luyện công thêm ha. Các em đăng ký ngay V92 đi, còn chưa đăng ký V91 các em đăng ký luôn đi. Còn cỡ 2-3 ngày nữa thầy làm xong cái V93 nữa là các em sẽ có một cái hành trang cơ bản để chuẩn bị chiến đấu cho vùng huyện vùng tỉnh ha. Cảm ơn đại lãnh một hình. Còn nếu các em qua được vùng tỉnh thì quá tuyệt, thầy sẽ luyện cho các em vòng thi quốc gia. Bye bye.